ngó lên trời trời cao 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 cao. Dân Châu Á đã đi vô ba, hai tay tao phi đô la, mấy em gái phải đứng xếp hàng vì tưởng thằng cháu của tô cu đa. Tao chọn là hoàng thiều tùy cứ khoái. Ôi, cháu ít tiền lắm, bán cho cháu cái này này. Xương này, bán cho cháu ít xương. Xương à? Nhiều ít. Bán cho cháu tất. Tất? Xương này chắc phải chỉ mang về cho chó thôi. Chó mà bán cho người. Cháu mua ít về cho chó mà. Mà bán cho người thì bán cho chó. Bà ai người ta ăn xương đâu, có nhân nào để cả ăn rồi. Bà bán cho cháu về cho chó cái. Bà ấy về, bà ấy bán cho người móm nè. Hả? Nhiều quá. Chỗ này không thấy cân này, thôi tôi lấy tôi bù 300. 300 nghìn á? Cân của bà không hết rồi. Cái này cho chó rồi. Bà, thôi bà bán tình làng nghĩa xóm mà bán giá 10 nghìn. Thôi 10 nghìn bà không bán đâu. 10 nghìn thôi, má đại ca cho cháu nhân 10 nghìn. Thôi 10 nghìn bao nhiêu thương thì bà. Hả? Bà không bán. Cái này tận đủ cho chó này. Bà tận xương. Đây là thịt mới đắt rồi. Xương này đắt lắm. Chỗ này mới 300 nghìn mới đúng này. Xương này đắt hơn thịt. Cái này cũng 10 nghìn thôi. Ôi bà không bán chịu đâu. Ôi phải. Thế thì cháu không nợ. Cho cháu nợ 15 nghìn đi. Không cho nợ. Không cho nợ á? Ừ. Bà kể thế kể hôm nào cháu chạy ra đây cháu mua nhỉ. Không cho nợ. Thì hôm nay cháu lỡ không có tiền, mai kiểu gì cháu nhớ đâu cháu nhận được mấy triệu thì sao. Mai triệu. Cháu trả mấy triệu thì lại mua. Thế chứ bán lâu lúc này 10 nghìn thôi. Thế cháu trả chỗ này hẳn 1 triệu. Nhưng mà cho cháu nợ. Cháu trả trước 10 nghìn. Thôi bà không bán chịu đâu, mày đi vay tiền bà bán cho. Vay ai đi vay ngày chứ. Bà không bán chịu nha. Bà không có vốn. Thế bà cứ cho cháu vay không? Vay vay ngày chứ thì được. Bà không bán chịu mà. Cháu có như mà lại cả chỗ này đi vay. Khi mà bà nó cháu tận ở chỗ này tận cũng được chỗ chó, xương chó này. Không vay tiền bà vay bán cho. Vay ai được? Xương này đắt lắm. Bà cần lên để bà bán lấy tiền bà cần lấy hàng để vay. Hôm nay lâu này cũng kiếm tiền. Không dừng lại. Bà quán đi mà vay. Bà quán á? Thì tao không cho vay đâu. Thì cháu vay được bà bán cho cháu nhé. Nhưng mà 50 nghìn thôi mới vay được. Đúng 300 bà bán. 300 nghìn. Thì ông bà này bóp cháu nhé. Cháu biết thừa đây là xương chó rồi. Xương của bà đấy, 3 cân. 3 cân nữa. Đợi cháu ngoài cho cháu. À quên, hơn cháu có lừa vay được không đấy? Hơn 3 cân. Ê! Bán cho cháu 10 nghìn thầy. Mừng thầy ạ. Hôm nay cháu đầy tiền. Ừ, nhiều tiền đấy à? Đây, thầy đây. Thầy đều không? Cam đây ngon lắm đấy. Tôi đây 10 nghìn đi. 10 nghìn đấy. Buồn luôn. Mà cho cháu vay 300 nghìn. Thế 300 nghìn làm gì? Cháu... bé này lấy kia vay tiền làm gì? Còn lúc nãy nó lại khai cho cháu 1 triệu cơ. Đâu? Nhưng mà quên cầm. Ôi dồi. Quên lấy nhưng mà rỡ ra đây rồi. Xe hết xăng không ra được nữa. Ừ. Và cho cháu vay 300 nghìn một sườn thôi. Sườn thế thì cho mày vay thì ai trả? Ma đại ca làm này nhiều tiền lắm, ăn trộm đầy tiền vô. Thế á? Về nhớ bảo mau đại ca trả cho ba nhá. Vâng. Ừ. Bà mau đại ca còn... bà không bảo ghi ký sổ ma đại ca vào. Mà đại ca tí ra trả tiền không phải lo. Xong tí nữa mà đại ca thưởng cho cháu mấy trăm nghìn nữa cơ. Ngồi đấy. Đây này. Mày nhớ bảo mau đại ca trả cho bà nhé. 300 này. 200 này. 300 đếm lại cho mày cháu không mấy cái tiền đấy. Biết đấy, cháu biết đấy. Đây mấy trăm. 2 đồng đỏ là 100 nghìn. 2 đồng đỏ nữa là 150 nghìn. 150 nghìn đấy là 200 nghìn. Thế thì thành chỗ này là 300 nghìn. Đúng rồi, nhớ vay 300 nhá. Về bảo mai mau đại ca nhá. Mua gì được không? Thôi. Để mua xương à? Wow. Xương về làm gì đấy? Mua về á. Nướng nhau rồi tí nữa mới lại cho tiền. Mình cháu ra cho mình. Cho bà ăn nhá. Xin miếng nhá. Bà ơi. Thanh toán cho cháu cái. Thanh toán đấy. 300 nghìn đấy. Cháu quay quá được luôn. Hay là 250.
chín ấy. Đấy, mai lại đến mua cho bà nhá. Mai lại đến mua cho bà. Mai cháu phải ra cháu mua. Các bà không phải yên tâm. Thế mua xương nha, không mua rau à? Hết tiền rồi. Cho cháu uống nữa không? Không bán được. Nữa thì thôi, cháu ăn này cháu ăn thịt rồi, không ăn chay. Mọi người đã xem hết video của anh em mình. Như mọi người đã biết thì thời gian gần đây anh em mình có kinh doanh một sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tama TV. Thì trước đó một năm thì anh em mình có sử dụng bột trà xanh thì và có thấy hiệu quả tốt và có giới thiệu cho bạn bè anh em cùng sử dụng sản phẩm, thì đã nhận được những cái phản hồi rất là tích cực của mọi người. Thế nên là anh em mình đã quyết định là kết hợp với công ty trà Việt Anh, tinh hoa trà Việt, để cho ra lò sản phẩm bột trà xanh Matcha Tama TV. Đây, mọi người nhìn rõ chưa? Sản phẩm của anh em mình là 100% từ thiên nhiên nha mọi người nhá, không chất bảo quản. Thế nên là mọi người yên tâm sử dụng cho mọi loại da như anh em mình. Đây, như Mao Đệ thường hay đắp mặt bằng bột trà xanh của anh em mình thì cực kỳ mịn, da nó sẽ mịn màng sáng bóng. Bột trà xanh của anh em mình thì thích hợp với mọi loại da, da bị mụn, da dầu, da khô và những cái xuất hiện những cái nếp nhăn ở tuổi 30 thì nhớ liên hệ anh em mình để sở hữu cho mình một bộ sản phẩm bột trà xanh Matcha Tama TV nhé mọi người nhé. Cam kết với mọi người sử dụng trong vòng nửa tháng là sẽ làn da của mình sẽ cải thiện rõ rệt. Mịn mịn hẳn luôn. Những ai mà da sạm, da gọi là không được ưng ý thì sử dụng đắp mặt nạ bột trà xanh của anh em mình thì sau trong vòng nửa tháng da nó sẽ cải thiện rõ rệt, căng bóng, mịn màng hơn. Và đó là về phần làm đẹp. Các bạn dùng có thể đắp mặt cùng với sữa chua này, sữa tươi không đường này, có thể dùng với lại cả mật ong này, sẽ kết hợp với những cái đồ từ thiên nhiên đấy ấy, thì nó sẽ làn da của mình sẽ cực kỳ ok luôn, da đường tàn cái mút đi. Mà làm bánh với cả làm chà đá các kiểu được. Các bạn nữ đi với người yêu thì có một làn da như vậy thì quá là ok. Đấy, đó là cái công dụng làm đẹp của bột trà xanh Matcha Tama TV, 100% từ thiên nhiên nhé mọi người nhé, không chất bảo quản luôn. Và cái thứ hai nữa là công dụng tiếp theo là có thể cho đá với đường uống khoái lắm, nên cho làm thế. Đấy. Ngon lắm. Bột trà xanh như anh em mình đã pha khoảng tầm 2 thìa cà phê với đến tầm nước vừa đủ nhá. Là mình không cho đường, mình dùng để có tác dụng là giữ được dáng eo thon, giảm béo nha mọi người nhá. Khi anh em mình ăn rất là nhiều như thế mà mọi người bảo tại sao lại không bị béo lên, đó là anh em mình nhờ bộ sản phẩm của anh em mình đấy nhá. Cho mọi người xem lại một lần nữa. Vẫn thế. Đó. Rồi, ok. Mọi người nếu muốn sở hữu cho mình một sản phẩm bột trà xanh Matcha Tama TV thì nhớ liên hệ anh em mình qua Zalo số điện thoại 0585898688 hoặc 0585898688. 0585898688. Mình có để ở dưới mô tả nhé, và hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp vào fanpage Tama TV, page Tama TV Tích Xanh nhé mọi người nhé, mình để hình ở trên màn hình và ở dưới mô tả nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của anh em mình nhé, nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em mình, like chia sẻ nhé. Chào tất cả mọi người, chia sẻ video này để đến tất với các bạn là bị gọi là lần một có chưa có một làn da ưng ý thì nhớ chia sẻ cho mọi người nhá. Chào tất cả mọi người.